Tiền thân trường trung học cơ sở Hà Huy Tập là trường nữ tiểu học Chi Lăng, được thành lập từ những năm 1960 trên đất Gia Định. Sau năm 1975, trường đổi tên là trường phổ thông cơ sở Hà Huy Tập với quy mô trên 100 lớp cả cấp 1 và 2. Đến năm 1983, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình về dự lễ khai giảng và đã có ý kiến chỉ đạo tách thành hai trường, gồm trường cấp 1 Hà Huy Tập, nay là trường tiểu học Hà Huy Tập, và trường cấp 2 Hà Huy Tập, nay là trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Hơn 50 năm qua, nhà trường đã luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, đảng và chính quyền, sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể và sự góp sức của hầu hết các bậc cha mẹ học sinh. Nhưng trên hết là sự phấn đấu không ngừng của thầy trò nhà trường trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 với ban giám hiệu gồm thầy Nguyễn Bá Hoàng hiệu trưởng, hai thầy phó hiệu trưởng là thầy Nguyễn Mạnh Cường và thầy Nguyễn Vũ Đức. Diện tích nhà trường là 4.416 m², gồm 3 dãy, khu A, B và C và một sân chơi, tọa lạc trên đường Phan Văn Lưu. Chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng dạy và học, liên tục được nâng lên qua mỗi năm học. Tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 40%, tỷ lệ học sinh khá giỏi luôn trên 80%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm luôn đạt 100%. Tình hình giáo dục đạo đức học sinh thể hiện tiến bộ rõ rệt. Liên tiếp trong những năm học qua, có trên 90% xếp loại hạnh kiểm tốt, không có học sinh bị xử lý ở hội đồng kỷ luật. Nhà trường đã đạt được đơn vị danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, đoàn thanh niên cộng sản đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, liên đội thiếu niên tiền phong đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc. Nhà trường đã 3 lần nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Ủy ban nhân dân thành phố, huân chương lao động hạng 3 năm 2012. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm học 2018-2019, trong lễ khai giảng, trường trung học cơ sở Hà Huy Tập đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng 2 do Chủ tịch Tịch nước trao tặng về những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2016-2017, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Sáng cho tim này bao khát vọng, sống xứng đáng ngôi trường dạy ta lớn khôn. Dù ngoài đây bước trên đoạn đường phía trước sẽ nhớ hoài màu xanh khắc ghi. Trong năm học này, nhà trường cũng đã nổi bật với thành tích thi giáo viên giỏi cấp quận Chu Văn An, và dấu ấn đầu tiên là một giải ba môn toán và 4 giải khuyến khích cùng giải tập thể.
học 2019-2020 nổi bật với các hoạt động từ câu lạc bộ. Các hoạt động học sinh trải nghiệm được đẩy mạnh, và đặc biệt là đón đoàn lưu học sinh từ Singapore đến thăm trường trung học cơ sở Hà Huy Tập vào tháng 11. Các thầy cô giáo đã biểu diễn thời trang áo dài trong ngày 20 tháng 11. Khi xảy ra nạn dịch Covid-19, các thầy cô giáo phải tập huấn các tiết học trực tuyến cũng như các hoạt động đón học sinh đi học lại sau dịch. Năm học 2020-2021 với 2.272 học sinh, 106 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ nhóm, chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học, lựa chọn sự áp dụng các phương pháp giảng dạy mới vào từng bài học cụ thể và đã ghi dấu với hội thi giáo viên giỏi cấp quận Chu Văn An với 1 giải nhì môn lý và 5 giải kiến thức, đạt giải tập thể. Cũng là năm trường có nhiều hoạt động thao giảng quận. Do tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, nên nhà trường không thể tổ chức các tiết học ngoài nhà trường. Thư quán Hà Huy Tập ra đời để có thể giúp học sinh học tập ngoài không gian lớp học. Nghĩa vụ trồng người thiêng liêng của quý thầy cô đã khẳng định trong nhiều năm qua dưới mái trường trung học cơ sở Hà Huy Tập. Đó chính là sự nhiệt tình truyền thụ kiến thức, sự chăm lo cho từng học sinh, sự đồng lòng trong giáo dục của quý thầy cô và sự hỗ trợ của các bộ phận trong nhà trường. Với bề dày thành tích đã nỗ lực và phấn đấu, tập thể sư phạm nhà trường sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, sự nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề, sự tận tình với học sinh,
để xứng đáng với niềm tin tưởng của lãnh đạo quận Bình Thạnh và ngành giáo dục và đào tạo.